nó rước á, nó rước á, chứ không phải gù mé đâu. Con này nước mà thấp gù, thấp gù tí rồi. Bé mồi ông đây, bé mồi ông đây, mấy chai, chai này bé mồi có lắm. Thank you.
dính đi, dính rồi, từ 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 coi nó dính nó giống gù không? Cứ để thư thư lì lắm à, không biết dính gì để thử chắc chắc chính cùi nó mổ trên khô nó đây đó cỡ này phải đón nuôi anh dính rồi mà cứ gọn đó dính dính cái gì chơi dính trên đuổi nó mổ trên đuổi ui cây chân kia chưa bông rồi thêm thêm câu leo nữa chứ thôi rồi đi rồi đi rồi đây có trước chuyện đấy cột đâu phải đùa đâu cho anh em kia cho cô gái 4 tỷ chào anh em nhé rồi bữa nay thì trời mưa mưa xóm có chín nén rồi mình đi gần nhà thôi kèo tranh thủ á kèo tranh thủ nha anh em kèo này năm trước con này mình đã gặp rồi nên năm nay thứ bữa thu phục nó đây rất là không nha anh em bên không qua nam dạ một giờ đây nào đó xuống nước chai thì anh em xem video rồi tự thẩm thôi con chim này nước chai bè lấu rất là ok nha anh em về rước thúc là gù nha có kèm giảm đầy đủ nha anh em nước ngoài thúc gù luôn đây. Nước hạ cũng thúc gù luôn đây con chim rất là ok nước chai rất là tốt bè lấu ngon ok con vòng đồng nha anh em đây. Rồi dạ thôi rồi cảm ơn anh em nhiều